Tiếp tục siết chặt phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm nóng, các khu vực cách ly mới, kiên quyết không để dịch thẩm thấu ra bên ngoài. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương vào cuối giờ chiều qua ngày 23 tháng 6. Số liệu thống kê của Ban chỉ đạo tại cuộc họp cho biết tình hình dịch bệnh hiện rất phức tạp. Riêng hôm qua đã phát hiện 18 trường hợp mắc mới. Phần lớn có liên quan đến K407 đường Lê Duẩn. Các ngành chức năng cũng đã tổ chức xét nghiệm trong chuỗi lây nhiễm mới với hơn 2.800 mẫu. Tiếp tục cách ly tập trung 6 trường hợp về từ vùng dịch. Nhiều ý kiến đề xuất phong tỏa cứng khu vực Tam Giác tại quận Thanh Khê, hạn chế tiếp xúc tối đa và khai báo y tế bắt buộc hàng ngày đối với người dân, có biện pháp quản lý nghiêm ngặt, tránh để dịch thẩm thấu ra ngoài. Đề xuất phương án hỗ trợ nhu yếu phẩm trong các khu cách ly. Các địa phương chủ động phối hợp triển khai sớm nhất việc xét nghiệm nguy cơ và xét nghiệm sàng lọc. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam khẳng định, tình hình dịch COVID-19 hiện rất phức tạp. Mặc dù các ca mới đều nằm trong các khu vực đã cách ly, nhưng chúng ta phải hết sức cẩn trọng, không để dịch xâm nhiễm ra bên ngoài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị quận Thanh Khê siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch trong khu vực Tam Giác, đồng thời nhấn mạnh. Trước hết, thì đề nghị quận Thanh Khê siết chặt công tác quản lý giám sát trong khu vực phong tỏa Tam Giác này. Và đồng ý quan điểm của các đồng chí phát biểu là coi như đây là khu cách ly tập trung. Chúng ta đối xử theo đúng khu cách ly tập trung, theo đúng tinh thần chỉ thị 16. Phải đảm bảo tuyên truyền vận động cho người dân tuyệt đối là cách ly nhà với nhà này, gần như mỗi nhà là một phòng để đảm bảo công tác cách ly. Rồi lắp đặt thêm hệ thống camera để tăng cường công tác giám sát. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thống nhất tổ chức phun khử khuẩn và phân loại rác thải tại khu vực cách ly, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Các ngành chức năng địa phương tăng cường xử phạt, răn đe, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo. Về các chốt kiểm dịch, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam yêu cầu triển khai ngay các giải pháp kiểm soát phương tiện tại cửa ngõ, đề nghị ngành y tế, các địa phương chủ động phối hợp để triển khai hiệu quả việc xét nghiệm thời gian tới.